Và ok, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của tôi, và tôi là Đạt đây. Rồi thì như theo những gì mà tôi đã hứa với lại tất cả mọi người á, thì trong cái video ngày hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn cho tất cả các ông cách để tất cả các ông có thể lấy được cái khay Flowsu, bypass được cái khay Flowsu bằng cái phần mềm Discord, đúng không? Thì nói chung á, là tôi đã nói thì chắc chắn là tôi sẽ làm ha. Thì như tất cả các bạn có thể biết á, thì hổm giờ trên kênh của tôi á, là tôi đã từng chia sẻ đến cho tất cả các ông rất là nhiều cái cách mà để cho tất cả các ông có thể bypass lấy được cái khay Flowsu ở cái thời điểm hiện tại rồi. Thì tính cho tới cái thời điểm hiện tại á, thì Flowsu á, thì nó vẫn đang hoạt động rất là bình thường ha. Thì hiện tại là nó chỉ gặp một cái vấn đề rất là khó khăn một tí thôi, đó là về cái vấn đề lấy khay ha mọi người. Đó thì lấy khay thì chúng ta vẫn có thể lấy được bằng những cái cách mà hổm giờ tôi chia sẻ đến cho tất cả các ông á, nhưng mà có một số bạn thì lại bảo là hổm giờ những cái cách đó có một số bạn thì lại làm không được, cũng như là có một số bạn thì tải những cái trình duyệt khác không có được á. Thì chính vì thế trong video ngày hôm nay thì tôi sẽ tiến hành tôi hướng dẫn cho tất cả các ông từ A tới Z cách để có thể bypass lấy được cái khay Flowsu bằng cái ứng dụng Discord trong cái nhóm của tôi luôn ha. Rồi thì hiện tại như trên màn hình tất cả các ông có thể thấy là tôi đang trong cái clip Flowsu này. Và hiện tại là cái clip Flowsu của tôi nó cũng đã hết cái khay rồi. Thì bởi vậy là nếu mà muốn sử dụng thì bắt buộc là phải ghép cái khay mới. Thì sẵn ở đây tôi sẽ hướng dẫn cho tất cả các ông cách để có thể ghép được cái khay mới trong cái Flowsu này luôn ha. Rồi, thì bình thường thì mấy ông sẽ ghép khay bằng cái cách là mấy ông nhấn vào cái chữ là ghép khay ở đây đúng không? Để mấy ông copy cái link ghép khay để mấy ông sử dụng. Nhưng mà đối với lại cái cách ngày hôm nay tôi hướng dẫn cho tất cả các ông thì mấy ông sẽ không có cần phải copy cái link ghép khay từ trong cái clip ha. Rồi, thì bây giờ mấy ông sẽ tiến hành mấy ông vào trong cái nhóm Discord của tôi để tiến hành làm theo những gì mà tôi hướng dẫn ha, để có thể lấy được cái khay nhanh nhất nha mấy ông. Và nhóm Discord thì tôi sẽ để dưới phần bình luận game ha. Và ok mọi người ơi, thì như mọi người có thể thấy là hiện tại là tôi đã tiến hành tôi thoát ra ngoài cái màn hình chính để tôi hướng dẫn cho tất cả các ông rồi nè. Rồi thì hổm giờ thì tôi đã có hướng dẫn cho tất cả các ông cách để có thể lấy được cái khay Flowsu bằng cái trình duyệt Brave này, cũng như là Eruda đồ cái thứ đó. Thì có một số máy của một số bạn khi mà tải những cái trình duyệt này về thì nó bị lỗi, nó không có thể sử dụng được. Thì chính vì thế thì hôm nay là tôi sẽ không có hướng dẫn bằng những cái trình duyệt đó luôn ha. Rồi bây giờ tôi sẽ tiến hành tôi hướng dẫn này. Rồi thì chắc chắn rồi, bước đầu tiên thì mọi người sẽ tiến hành mọi người vào trong cái nhóm Discord của tôi giúp tôi ha. Và rồi ok mấy ông ơi, thì như mấy ông có thể thấy trên màn hình là hiện tại là tôi đã vào trong cái nhóm Discord của tôi rồi. Và cái nhóm của tôi là chuyên dùng để giao lưu trao đổi này, cũng như là sẽ hỗ trợ cho mọi người về những cái vấn đề mà menu farm này, những cái clean này. Và đặc biệt là nhóm tôi là chuyên gia có những cái giveaway cực kỳ ngon để gửi tặng cho tất cả các ông luôn. Thì bởi vậy mấy ông vào nhóm của tôi thì mấy ông sẽ được rất là nhiều cái lợi thế ha. Rồi thì để có thể mà cái cây cái Flowsu trong cái nhóm của tôi thì sau khi mà mọi người vào xong thì mọi người sẽ tiến hành mọi người vuốt xuống cái phía bên dưới cho tôi nè. Đó, vuốt xuống ngay cái phần là bypass nè mọi người thấy không. Thì hiện tại là tôi mới vừa tạo thêm cái mục đó là link ghép cây nè. Đó, link ghép cây. Thì ở đây á mọi người sẽ tiến hành mọi người vào trong cái mục link ghép cây cho tôi. Rồi, thì ở trong cái mục link ghép cây này thì tôi đã chuẩn bị cho tất cả các ông một cái con bot rồi. Và cái con bot này là do chính tay tôi tạo ra luôn. Thì bởi vậy là mấy ông cứ yên tâm ha, nó sẽ không có bị lắc máy hay là virus máy rồi đâu. Rồi, thì ở cái con bot này là tôi đã chuẩn bị sẵn đến cho tất cả các ông nè. Chẳng hạn như mấy ông có thể đọc này là hỗ trợ bypass lấy khay Flowsu mới nhất. Và muốn lấy khay bypass thì vui lòng là nhấn vào ở đây ha. Rồi thì đầu tiên là để có thể sử dụng thì mấy ông nhấn vào cái trình duyệt được hỗ trợ cho tôi, để mấy ông xem coi là trên máy của mấy ông có những cái trình duyệt này hay không ha. Tại vì cái cách này là nó sẽ hỗ trợ với lại những cái trình duyệt sau đây ha. Đây mấy ông nhấn vào là trình duyệt được hỗ trợ nè. Đó, nhấn vào xong thì nó sẽ tiến hành nó hiện lên nè là nên dùng những cái trình duyệt có thể chạy được cái Java script nha mấy ông. Thì ở đây là tôi sẽ ví dụ cho tất cả các ông về những cái trình duyệt chẳng hạn như là Chrome, Brave, Eruda, FifaD đó, hoặc là những cái trình duyệt khác mà mấy ông có thể sử dụng để chạy cái Java script á. Thì nếu mà mấy ông đảm bảo là trên máy của mấy ông có một trong những cái trình duyệt này rồi thì ok ha. Ở đây thì tôi khuyến khích mấy ông là nên sử dụng bằng cái Chrome ha. Đó, Chrome thì chắc chắn là máy nào cũng có rồi. Rồi tiếp theo nữa thì sau khi mà mọi người đọc xong rồi thì mọi người nhấn là cái chữ bỏ qua tin nhắn thì nó sẽ mất cái đó đi. Rồi sau đó thì mọi người nhấn vào cái chữ là ấn vào đây cho tôi. Đây, ấn vào đây nè. Đó. Thì sau khi ấn vào đây xong thì nó sẽ ra ba cái trang như thế này ha. Thì ở đây là tôi đã để sẵn cho tất cả các ông này là cái trang đầu tiên là về cái trang là tải cái VPN host với lại là cái host.tt. Thì cái trang này khi mà mọi người nhấn vào thì nó sẽ đưa mọi người tới cái trang để cho mọi người tải hai cái đó về ha. Đây thì cái trang này đó, cái trang mà để cho mọi người tải cái phần mềm VPN host với lại cái file host.tt ha. Đó, để về mọi người có thể chuyển cái VPN để mọi người có thể vào được cái trang Flowtem để mọi người ghép cây. Đó, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai. Rồi, cái thứ hai thì ở đây là tôi đã chuẩn bị sẵn đến cho tất cả các ông về cái trang hai cái code bypass Java script Flowsu luôn nè. Đó, thì ở đây mọi người nhấn vào thì đây nó sẽ ra ha. Đó, mọi người nhấn vào thì đây nó sẽ đưa tới cái trang của tôi. Thì cái trang này mọi người quá quen thuộc rồi, chỉ cần vuốt xuống tích vào tôi không phải là người máy, rồi tích vào little to continue thì nó sẽ đưa mọi người tới cái trang tiếp theo. Ở trang này thì mọi người đợi 9 giây thôi thì nó sẽ hiện lên hai cái code để cho mọi người có thể bypass cái khay Flowsu ha. Rồi sau khi đợi xong 9 giây thì mọi người vuốt xuống thì ở đây là tôi đã chuẩn bị cho mọi người là code 1, code 2 nè. Thì hai cái code này là tí thì chúng ta sẽ để bypass cái Flowsu ha. Rồi thì sau khi mà mọi người đã hiểu hết về những cái gì nãy giờ tôi nói rồi thì bây giờ thì chúng ta vào trong cái chủ đề chính là bypass khay ha.
Rồi thì đầu tiên á, mà để có thể bypass được cái Kflusu á, thì đầu tiên là mọi người sẽ tiến hành, mọi người tải cái phần mềm VPN hot với lại cái hot TT này về và mở nó lên cho tôi ha. Ở đây thì tôi đã tải sẵn nó về rồi nè, đã tải sẵn về rồi. Ở đây tôi đã cài đặt nó rồi, thì bây giờ tôi mở nó lên này, rồi nhấn chọn loại trình tin. Rồi ở đây á, mọi người sẽ tiến hành, mọi người chọn tới cái file hot TT mà mọi người vừa tải về. Đây hot TT nè, đó. Thì sau khi mà mọi người chọn xong á, nếu mà nó tích lên như thế này á, có nghĩa là mọi người đã tiến hành, mọi người chuyển cái VPN thành công rồi. Thì như thế này á, là mọi người đã tiến hành, mọi người vào được cái trang lấy thay và lưu su rồi ha. Rồi thì sau khi mà xong như vậy rồi thì tiếp theo là mọi người quay lại cái nhóm Discord cho tôi. Rồi tại đây á, bây giờ mọi người sẽ tiến hành, mọi người nhấn vào cái chữ là lấy link bypass Kflusu nè. Đây cái dòng đầu tiên ha, link bypass lấy Kflusu, nhấn vào. Rồi nhấn truy cập trang web thì lập tức là nó sẽ đưa mọi người tới cái trang web link Verti ha mọi người, đó tới cái trang web link Verti như thế này. Thì ở cái trang này á, thì mọi người nhớ là mọi người nên chạy trên cái trình duyệt Chrome giúp tôi ha. Rồi thì sau khi mà nó đưa mọi người tới cái trang web link Verti rồi, bước tiếp theo thì mọi người sẽ quay trở lại cái web hai cái dòng code hồi nãy á, để mọi người copy cái dòng code đầu tiên cho tôi. Rồi thì ở đây á, mọi người sẽ tiến hành, mọi người copy cái dòng code 1 giúp tôi ha. Đây, ở đây mọi người chỉ cần giữ đè và tô đậm, mọi người copy cái dòng code đầu tiên cho tôi thôi. Rồi nhấn sao chép. Sau khi sao chép xong thì mọi người quay trở về cái trang link Verti hồi nãy. Ở đây bây giờ mọi người sẽ tiến hành, mọi người dán vào cái dòng tìm kiếm cho tôi ha. Đó, dán vào. Thì mặc định khi mà mọi người dán vào á, thì nó sẽ bị mất cái chữ là JavaScript. Thì bởi vậy là mọi người sẽ tiến hành, mọi người vuốt lên vị trí đầu tiên rồi mọi người ghi là cái chữ là JavaScript cho tôi. Rồi 2 chấm. Rồi sau khi mà ghi xong á, thì nó sẽ hiện lên cái hình trái đất nè. Ở đây mọi người nhấn tìm kiếm thì lập tức là nó sẽ đưa mọi người tới cái trang web lấy cây và lưu su ha. Đó, lấy cây và lưu su checkpoint 1 nè, mọi người thấy không? Rồi thì sau khi mà tới cái bước như thế này á, thì mọi người đợi một tí thì nó sẽ đưa mọi người tới cái trang web link Verti tiếp theo. Thì những bạn nào á, mà bị cái tình trạng đó là khi mà vào cái trang web checkpoint 1 đó mà nó bảo á, là nó phát hiện mọi người là bypass hay là cái thứ á, thì mọi người chỉ cần là copy cái dòng code đầu tiên đó rồi mọi người chạy lại một lần nữa thì nó sẽ tiến hành nó vào được cái trang checkpoint 1 ha. Rồi thì sau khi mà nó vào được cái trang link Verti tiếp theo rồi nè, đó thì ở đây á, là nó vào được cái trang link Verti thứ hai rồi nè mọi người. Rồi bây giờ mọi người quay lại, mọi người copy cái dòng code thứ hai cho tôi. Đây copy cái dòng code thứ hai nè. Đó, mọi người nhớ là mọi người phải copy đúng hết tất cả các ký tự ha. Rồi sao chép. Rồi sau đó mọi người quay lại cái trang link Verti, rồi mọi người dán vào như vừa nãy thôi. Rồi ở đây á là mọi người ghi lại cái chữ là JavaScript cho tôi ha. Thì mặc định là nó sẽ bị mất á, mọi người ghi lại. Rồi mọi người nhấn là tìm kiếm cái hình địa cầu nè, đó cái hình trái đất nè. Thì lập tức nếu mà nó yêu cầu mọi người là nhập captcha thì mọi người cứ nhập bình thường vào thôi. Và rồi thì sau khi mà mọi người nhập xong rồi á, thì mọi người đợi một tí nè, đó thì nó sẽ tiến hành, nó hiện lên cái khay cho mọi người ha. Đây hiện tại là nó đang vào trong cái trang Flusu khay nè. Đó, mọi người đợi một tí thì nó sẽ tiến hành, nó hiện lên cái khay cho mọi người luôn. Rồi thì sau khi mà tới đây á, là coi như là mọi người đã lấy được cái khay thành công rồi. Bây giờ mọi người chỉ cần là copy cái khay nè. Đó, mọi người nhấn copy khay thôi. Rồi nhấn copy khay ha, nó hiện mấy cái này quảng cáo rồi đó, thì mọi người cứ nhấn bỏ qua. Rồi mọi người nhấn copy khay thì bây giờ mọi người chỉ cần vào lại trong cái Flusu là nó sẽ tự động nó nhập cái khay cho mọi người luôn. Bây giờ tôi sẽ vào lại cho mọi người xem ha. Và rồi ok, như mấy bạn có thể thấy á, thì khi mà mấy bạn vào lại á, là nó sẽ tự động nó nhập cái khay cho mọi người luôn. Thì đó là cái cách mà để cho mọi người có thể lấy được cái khay từ trong cái nhóm Discord của tôi ha. Thì hiện tại á, là đây là cái cách mà có thể nói là rất là đơn giản, mới nhất dành cho những bạn nào mà hổng giờ làm lỗi luôn. Mấy bạn nhớ là làm đúng theo những gì mà tôi hướng dẫn này, chắc chắn mấy bạn sẽ lấy khay được ha. Còn bây giờ thì cảm ơn tất cả các ông rất là nhiều, và nhóm Discord thì tôi sẽ để dưới phần bình luận game ha. Và bye bye.